hai nhân viên Gen Z nghỉ việc, xóa hết tư liệu trên fanpage và Google Drive, khiến bài đăng chạy ad tiền tỷ của công ty ra đảo. What the hell? Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ câu chuyện về hai nhân viên Gen Z làm việc bắt tham tại một công ty nọ, có thái độ chưa tốt, thiếu kinh nghiệm sống và chưa có kỹ năng làm việc tại một tập thể lớn. Cụ thể, bài đăng cho biết hai bạn nữ này đều bị công ty cho thôi việc vì chưa đáp ứng được với yêu cầu công việc, thiếu tính chủ động, đi làm muộn và luôn trễ deadline. Nhưng khi trưởng bộ phận liên hệ không dưới 3 lần để lên công ty bàn giao, thì hai bạn đều khất lần khất lượt, thậm chí còn cho rằng việc giữ lương gần nhất của nhân viên là vô lý. Theo đó, trên thực tế, công ty này cho biết việc giữ 25% lương của nhân viên là theo quy tắc và quy định của lao động. Công ty sẽ và chỉ thanh toán khi các bạn hoàn thành xong thủ tục bàn giao công việc. Được cho là không đồng tình với cách giải quyết của công ty, hai bạn đã có hành động đáp trả đi vào lòng đất. Một người đi vào fanpage của công ty xóa hết tất cả những bài post với lượng tương tác nhiều nhất. Những post mà công ty đã chi hàng chục tỷ đồng cho việc quảng cáo thông tin về sản phẩm đến khách hàng. Ước tính có tới xấp xỉ 300 bài post bị xóa. Một bạn thì lên driver của công ty để xóa toàn bộ thông tin, hình ảnh, dữ liệu liên quan đến địa lý, cộng tác viên của công ty. Ôi trời ơi! Cộng đồng mạng cho rằng hành động của hai bạn là bồng bột, thiếu suy nghĩ, ảnh hưởng đến công sức của cả một tập thể. Các bạn có suy nghĩ gì về hành động của hai bạn trẻ này? Comment cho TBGM biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất. Take my hand.